Kính thưa quý vị các bạn thân mến, thì clip trước thì nó chưa có hết. Mình xin cáo lỗi quý vị các bạn đã bỏ công sức ra nghe nhưng mà chưa hết. Vì lý do là lúc đó tới cái đoạn này thì có điện thoại reo nên mình đã tạm dừng. Rồi mình lại tiếp tục, nhưng tại sao nó không ghi được hết toàn bộ mà lại chỉ ghi được 27 phút. Thì đó là do phần mềm của máy chứ không phải do bản thân của mình. Xin mọi người thông cảm bỏ qua cho. Và đây là clip thứ hai để tiếp tục phần trình bày. Thì phần này tiếp theo là nói với Lê Huy, cũng như thật sự ra thì nói đến bọn con chiên, những ai đang sống trên đất nước Việt Nam mà chưa tìm hiểu rõ về cái nguồn đạo của mình đang thờ, thì đó cũng là một cái lỗi ở nơi quý vị và các bạn. Chính xác hơn là lỗi ở nơi con chiên không có một cái lý trí để thoát ra khỏi cái kìm kẹp của Vatican, hay nói cách khác là nhỏ hơn là bọn con cha linh mục, con cha nhà thờ, để mà uốn nắn như dạy dỗ nhồi sọ mình. Nói với Huy Lê hay là Lê Huy thì đây là những bằng chứng xác thực để nói là cái tội ác của Công giáo La Mã hay là Gia Tô giáo cũng như Thiên Chúa giáo mà bạn đang thờ. Ba mươi một, cấu kết với siêu cường Hoa Kỳ trong sử dụng sức mạnh của Hoa Kỳ để duy trì tình trạng chia đôi Việt Nam thành hai miền Nam và Bắc cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975. 32, trong thời 1862-1945, Liên minh Đế quốc Pháp thập ác Vatican đã chia Việt Nam ra ba miền Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc Kỳ, giống như ba tiểu quốc với ba thể chế chính trị và hệ thống pháp luật khác nhau. Và ngay từ giữa thập niên năm 1860, giám mục Bunkiner, đại diện của Tòa Thánh Vatican ở đường ngoài miền Bắc, đã đưa ra kế hoạch Bunkiner. Theo đó thì chính quyền liên minh giặc Pháp Vatican phải diệt tận gốc, tóc tận rễ Nho giáo và tất cả các nho sĩ Việt Nam. Cũng may là kế hoạch ác ôn này đã bị người Pháp bác bỏ. 33. Trong thời kháng chiến 1945-1954, ngay khi vừa mới được chính quyền Charles de Gaulle thỏa thuận với Tòa Thánh Vatican để cử cựu linh mục Thierry Angelil nắm giữ chức vụ cao ủy Đông Dương vào ngày 17 tháng 8 năm 1945, với giả tâm xúi dục và khích lệ gần 2 triệu tín đồ Gia Tô người Việt hăng say nổi lên tiếp tay liên quân xâm lăng Pháp Vatican, chống lại tổ quốc và chính quyền kháng và quyền kháng chiến dưới quyền lãnh đạo của mặt trận Việt Minh. Sự kiện này được linh mục Trần Tâm Tĩnh ghi nhận trong sách Thập Giá và Lưỡi Gươm với nguyên văn như sau: De Gaulle gặp đô đốc Thierry Angelil, một tu sĩ dòng Camelo, làm cho cao ủy Đông Dương, nghĩa là làm toàn quyền. Có lẽ là ông hy vọng rằng vị linh mục này sẽ thành công trong việc quy tụ dân Công giáo lại đi theo ủng hộ mình. Nhưng hồi chinh phục lần đầu cách đó một thế kỷ, ngay sau khi tới Sài Gòn, Angelil liền tiến hành kế hoạch xé nước Việt Nam ra làm nhiều mảnh, rồi thành lập nước Cộng hòa Nam Kỳ và cho ra đời chính phủ lâm thời Nam Kỳ do bác sĩ Nguyễn Văn Thinh làm thủ tướng. Sau đó ông cựu linh mục cao ủy Đông Dương này lại thành lập nước Cộng hòa Tây Kỳ cho miền Nam Trung Bộ. Nước Cộng hòa Thái ở miền Bắc, ở miền Tây Bắc, Bắc Bộ và mưu đồ thành lập nước Cộng hòa Nùng ở miền Đông Bắc, Bắc Bộ. Sự kiện này được sách Những năm tháng không thể nào quên của đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi lại rõ ràng như sau: mùng 1 tháng 6, chỉ một ngày sau hôm bác, nghĩa là cụ Hồ,
lên đường cái gọi là chính phủ lâm thời nước Cộng hòa Nam Kỳ ra mắt tại Sài Gòn, đứng đầu là Dr. Thinh. Để tạo nên sự lẫn lộn trắng đen, cũng có một hiệp định ký giữa người thay mặt nước Pháp với người thay mặt Cộng hòa Nam Kỳ. Trong bản hiệp định này, viên cao ủy đã cho sao lại gần như nguyên văn của khoản 1 của hiệp định sơ bộ 6 tháng 3. Chính phủ Pháp công nhận nước Cộng hòa Nam Kỳ là một quốc gia tự do, có chính phủ của mình, nghị viện của mình, quân đội của mình, tài chính của mình, và là một bộ phận quan trọng trong khối Liên hiệp Pháp Võ Nguyên Giáp. Những ngày tháng không thể nào quên. Hữu Mai thể hiện Hà Nội năm 2001, trang 250-251, hết trích. Vài ngày sau, những vụ khiêu khích mới lại nổ ra ở dọc biên giới Việt Hoa. Mùng 10 tháng 8 năm 1946, quân Pháp vô cớ tiến công bộ đội ta ở Tiên Yên, Đầm Hà. Ngày 13, chúng đưa bọn thổ phỉ về đóng tại Lạng Sơn. Chúng khiêu khích đồng bào ta ở Vịnh Hạ Long và vùng ven biển Hồng Gai. Cùng thời gian này lại có tin quân Pháp từ Sơn La tiến xuống phía Nam. Không lâu trước đó, Angelil đã để lộ ý muốn lập ngay tại miền Bắc một nước Cộng hòa Nùng Thái, cùng một kiểu với nước Cộng hòa Tây Kỳ ở Tây Nguyên. Những hoạt động của địch cùng lúc xảy ra chạy dài theo biên giới từ vùng biển đến miền núi, từ Đông sang Tây, nói lên âm mưu này đang bắt đầu. Sách Việt sử khảo luận cuốn 4 cũng viết: A. Công bố năm Kỳ Quốc 27 tháng 5 đến 1 tháng 6 năm 1946. Sau khi ở Hà Nội về, Angelil liền cho trình diễn Tấn Tuần đã định trước và lại cho trình báo từ tháng 4 về Paris. Ngày 25 tháng 5 năm 1946, luật sư Bezat, chủ tịch hội đồng tư vấn Nam Kỳ, biên thư cho cao ủy Đông Dương xin cho phép thành lập một Cộng hòa Nam Kỳ ngang với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa ở Bắc Kỳ, nghĩa là có chính phủ riêng, quốc hội riêng, quân đội riêng, tài chính riêng, nằm trong liên bang Đông Dương và trong Liên hiệp Pháp. Ngày 5 tháng 6 năm 1946, Tổng trưởng Moutet gửi điện tín cho Angelil hay rằng: Hội đồng Liên bộ họp ngày 4 tháng 6 năm 1946 chấp thuận cho ông về chính sách ở Nam Kỳ, đồng ý rằng phải có một chính phủ Nam Kỳ tự trị để bảo vệ quyền lợi của dân tộc Nam Kỳ. Chỉ cần rằng chính phủ ấy không có vẻ sáng tạo bởi chính quyền Pháp để làm bình phong cho nước Pháp. B. Thành lập Tây Kỳ Quốc 27 tháng 6 năm 1946. Ngay trước khi lễ bế mạc hội nghị Đà Lạt, Angelil đã biên thư ngày 8 tháng 5 năm 1946 cho Lắc Lắc yêu cầu tiến chiếm nốt vùng cao nguyên Trung Kỳ. Lắc Lắc chú thích vào lá thư: lúc nào ta muốn cũng có thể, song hiện nay có nên gây thêm khó khăn với Việt Nam không? Ngày 27 tháng 5 năm 1946, tức là cùng ngày cho thành lập Nam Kỳ Quốc, Angelil ký một sắc dụ thành lập phủ ủy nhiệm các dân tộc miền núi ở Nam Đông Dương. Rồi ngày 21 tháng 6 năm 1946, ông ra lệnh cho tướng Lắc Lắc phải cho hai đoàn thiết giáp đi chiếm tỉnh Pleiku và Kon Tum, tiến quá đến đèo An Khê mới ngừng. Thế là toàn thể vùng cao nguyên ở Nam Trung Bộ biến thành nước mọi thuộc Pháp, mà người Việt gọi là Tây Kỳ Quốc. 34. Trong những năm 1948, năm 1954, giáo hội La Mã cấu kết với chính quyền Pháp tách rời hai giáo khu Phát Diệm và Bùi Chu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, rồi biến thành hai giáo khu tự trị với giả tâm là sẽ biến hai giáo khu này thành hai vương quốc Kitô và đưa đạo Kitô La Mã lên làm quốc giáo. 35. Năm 1954, giáo hoàng Pius thứ 7 năm 1939, năm 1958 đề nghị và vận động chính quyền Hoa Kỳ sử dụng bom nguyên tử để giải vây cho cứ điểm Điện Biên Phủ của Liên quân giặc Pháp thập ác Vatican, nhưng không được tổng thống chấp thuận.
36 năm 1950, giáo hội cho người dẫn ông Ngô Đình Diệm sang Mỹ, giao cho Hồng Y Francis Pelfman lo chạy trọt với những nhân vật có thể có thế lực trên sân khấu chính trị Hoa Kỳ để đưa ông Diệm về Việt Nam cầm quyền. Từ việc làm này, giáo hội La Mã phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những việc làm bất chính giai đoạn đại ác của hai chế độ Đạo Việt Gia Tôn Ngô Đình Diệm và Quân Việt Gia Tôn Nguyễn Văn Thiệu ở miền Nam Việt Nam. Trong những năm 1954, năm 1975, trong đó có việc tàn sát hơn 300.000 người ở Liên Khu 5 và ở nhiều nơi khác trong khắp lãnh thổ miền Nam, và việc cướp đoạt tài nguyên quốc gia, kinh tài bất chính, bóc lột nhân dân, ăn chặn tiền ngoại viện đem về là làm giàu cho giáo hội. 37. Liên tục cố gắng dùng những thủ đoạn gian manh, bạo lực, lợi dụng tình yêu lứa đôi trai gái và hôn nhân với dạ tâm thay thế nền đạo lý tam giáo cổ truyền của dân tộc Việt Nam bằng nếp sống đạo Kitô. 38. Đang triệt để sử dụng khối tín đồ Gia Tô, người Việt ở cả trong nước và ở hải ngoại theo sách lược nội công để làm cho tình hình Việt Nam trở thành bất ổn bằng sách lược cố hữu của giáo hội là quậy cho nước đục để thả câu. Việc tín đồ Gia Tô, người Việt ở trong nước và ở hải ngoại đang là lối đòi tự do tôn giáo hiện nay là một trong những thí dụ điển hình. 39. Là thủ phạm chính trong việc chế độ Đạo Việt Gia Tô của giám mục Augustine Misakuo tàn sát hơn 800.000 người. Dân Tutut Randa Phi Châu vào năm 1994. 40. Đã tàn sát hơn 250 triệu người từ thế kỷ thứ tư cho đến đầu thập niên năm 1990. Sự kiện này được sử gia Lloyd Graham ghi nhận trong cuốn Deception Bible với nguyên văn như sau: chúng ta đã biết được những gì trong 700 năm này. 3 triệu người thiệt mạng trong vụ cố gắng chiếm lại một ngôi mộ nằm trong vùng kiểm soát của người Hồi giáo. 10 triệu người bị thiệt hại do bàn tay của các tòa án dị giáo Gia Tô. 14 triệu người chết trong các cuộc chiến Gia Tô trong thế kỷ thứ 19. 30 triệu người thiệt mạng trong các cuộc chiến giữa các quốc gia theo đạo Kitô với nhau trong hai thập niên đầu của thế kỷ thứ 20. Từ thời Constantine đến nay, chiến tranh và chính sách áp bức của các chế độ Đạo Việt Gia Tô này đã gây cho hơn 200 triệu nạn nhân bị thiệt mạng. Và chúng ta phải kể thêm 23 triệu quân dân của 53 quốc gia và các thuộc địa đã hy sinh trong các cuộc chiến do giáo hội phát động Nguyễn Mạnh Quang, và ít nhất 28 triệu nạn nhân chết vì bom đạn, đói và bệnh tật hay ở trong các trại tập trung. Sách Deception and Might of the Bible được phát hành vào năm 1999. Sách này gần 500 trang, rất có thể tác giả đã mất nhiều năm sưu tầm và tham khảo tài liệu để biên soạn tập sách trên đây. Công việc biên soạn, đọc lại bản thảo, sửa chữa những sai lầm và bổ túc cho những thiếu sót mất rất nhiều thì giờ. Cũng vì thế mà rất có thể những biến cố xảy ra từ đầu thập niên 1990 chưa được cho vào trong sách này. Nếu như vậy thì con số khoảng 800.000 người ở Randa bị chế độ Đạo Việt Gia Tô của giám mục Augustine Misago tàn sát vào giữa năm 1994, và con số khoảng hơn 7.000 người, đa số là tín đồ Hồi giáo, bị chế độ Đạo Việt Spia ở Bosnia tàn sát vào năm 1995 không được kể vào trong danh sách này. Trên đây chỉ là một vài con số trong những khu rừng, chủ trương, chính sách và hành động tội ác chống lại nhân loại của giáo hội La Mã. Đó là cái bài mình được trích trong một tác phẩm Những Tội Ác của Kitô Giáo cho bạn Huy Lê nghe. Thì Lê Huy nghe, thì Lê Huy hay là những con chiên khác hãy cố gắng thức tỉnh, mau mau quay đầu còn kịp. Tôi biết bạn sẽ có nhiều tư liệu về giáo phận của các bạn, và tôi biết rất rõ các bạn đang bao che cho những linh mục ấu dâm đồi trị và những tên linh mục ác ôn xung quanh nhà thờ.
những tên trùm duyên đi thu tiền của những giáo dân. Bạn là những nạn nhân, một trong những nạn nhân của nhà thờ đó. Tôi biết nếu bạn quay đầu, bạn sẽ có nhiều tài liệu đến cho tôi. Bạn nếu bạn cung cấp cho tôi sẽ giấu tên bạn và sẽ nêu rõ đến để cho giúp ích cho mọi con chiên khác được thức tỉnh. Đừng bao giờ u mê nữa. Thời đại thế kỷ 21 rồi. Không còn những cái sự trơ tráo trơ trẽn như các bạn đã nghĩ và làm cách đây khoảng hơn 2.000 năm thời Trung Cổ. Hy vọng rằng bạn là đối tác của tôi. Mến chào quý vị và các bạn, xin hẹn clip sau.